Chào quý anh em nha, chào các bạn. Cũng như theo lời bạn Thư Lê cũng có comment là nhờ Long làm bài tán trùng hồng gửi cho bạn ấy. Long hứa rồi nhưng mà lâu quá không có làm, nên Long làm Long gửi cho bạn Thư Lê ha. Chứ đừng hiểu lầm ý mình nha, cứ đăng ký kênh đi rồi cái comment chứ cần cái gì đó thì nói là Long hỗ trợ cho anh em xa xôi hết mình, thì mình có nhiêu thì mình hướng dẫn nhiêu thôi, không có giấu giếm làm gì ha, chỉ là vui vẻ giao lưu. Rồi bài tán trong hồn chữ tứ vô ha. Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ. Mình rành rồi mình đừng chạy ngón lên, mình bay bướm đồ lên. Rồi chú em mau làm được nha, có hay dở gì cũng đừng chê ha. Rồi ok, có gì thì comment phía dưới rồi Long sẽ hỗ trợ cho, hỗ trợ hết mình luôn.